chương 71 Ác ma Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng đi qua một phen kiểm tra, Ellen lần này đã thức tỉnh ba loại thiên phú, một cái là lông tức phun ra, một cái khác chính là lông chi lân giáp, còn có chính là lông chi lực. Da của hắn hiện tại biến dị thường cứng cỏi, phổ thông trạng thái dưới liền bằng được giáp da lực phòng ngự, mà nguyên tố kháng tính càng là kinh người, mà khởi động thời điểm mặt ngoài thân thể sẽ xuất hiện hư hóa lân giáp, lực phòng ngự bằng được thiết giáp, nguyên tố kháng tính càng là có tăng lên cực lớn. Đi qua chip suy tính, thứ cấp pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, liền ngay cả cấp một pháp thuật cũng sẽ triệt tiêu hơn phân nữa. Lúc này hắn mặc kệ là đối mặt dạng gì địch nhân đều có rất lớn ưu thế. Long chi lực trực tiếp tăng lên eo lên tố chất thân thể, đã thể hiện ra. Đến mức long dực hình thái, lần này cũng không có thức tỉnh, bất quá eo lên cũng không thất vọng, Long dực hình thái sẽ lần tiếp theo tiếng dai thức tỉnh, cái kia truy sát eo lên á long huyết mạch thuộc sĩ, có thể thức tỉnh long dực, là bởi vì hắn kế thừa huyết mạch chỉ có long dực, long tức hoặc là vẫy rồng giáp da căn bản không có kế thừa. Tấn cấp sau khi hoàn thành, eo lên một khắc đều không muốn ở lại, nhìn xuống thời gian, cái sơn động này eo lên ngủ say một tháng lâu. Bàn tay có chút dùng sức, phong bế cửa động tảng đá lớn trực tiếp bị đẩy ra một cái vóc người to con thân ảnh xuất hiện tại cửa hang, dùng sức duỗi lưng một cái, eo lên đi ra, chỉ là bầu trời vẫn như cũ là một mảnh ảm đạm, lệnh người cảm thấy mười phần kiềm chế. Trong không khí yên nguyên tràn ngập một cổ mùi lưu huỳnh, chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, eo lên nhìn khắp bốn phía, cùng vừa mới xuyên qua tới thời điểm cũng không hề khác gì nhau. Sửa sang lại một chút nhỏ hơn một chút vu sư bào, eo lên bò lên trên phụ cận một tảng đá lớn, hướng nơi xa nhìn ra xa, vùng bỏ hoang nơi xa khắp nơi đều là mấp mô hố to. Một chút hình thù kỳ quái cây có nghiêng nghiêng đứng thẳng người, rất nhiều nơi có liệt diễm đốt cháy qua vết tích. Sau lưng núi cao tựa như một cái tường cao, gắt gao ngăn trở, nhìn mấy lần, dùng chip tính toán độ cao, ít nhất có hơn vạn mét độ cao. Nhìn xem liên miên bất tuyệt sơn mạch, eo lên cũng là trở nên đau đầu, cao như vậy sơn mạch là có thể vượt qua, nhưng là mở ra dãy núi. Đằng sau khẳng định vẫn là núi cao. Muốn đọc qua độ khó rất cao. Kiểm tra xuống đồ ăn, chỉ còn lại mấy khối thịt nướng, căn bản không đủ để chèo chống vượt qua đại sơn tiêu hao. Eo lên đành phải dọc theo sơn mạch đi đến, muốn nhìn một chút nơi này có hay không hẻm núi có thể xuyên qua. Một đường đi tới, không gặp một bóng người, chỉ là qua một đoạn thời gian, ngải đường rốt cục căn cứ sáng ngời phân biệt ra được vị trí của mặt trời. Thuận sơn mạch hành tẩu, Ellen cũng không có cái gì phát hiện, chỉ là tại khắp mặt đất phát hiện rất nhiều thi hài, thi hài phần lớn đều đã hóa thành bạch cốt, cây cối cũng đã chết héo, ngẫu nhiên có một ít công trình kiến trúc hài cốt, đã bị phá hư dị thường nghiêm trọng. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to, nhìn qua giống như là thiên thạch, bất quá phạm vi nhỏ rất nhiều, đại đa số chỉ có mười mấy thước phạm vi. Thế giới này cảm giác giống như là tiến vào tận thế, một mảnh tử khí nặng nề. Bạch cốt lộ tài giả eo lên một cước đạp xuống, tổng hội thỉnh thoảng nghe được một tiếng răng rắc, sau đó liền phát hiện, trong đất bùn nhếch lên một đoạn ngắn trắng bệt xương cốt, bên kia đã bị hắn một cước giẫm đoạn. Những này xương cốt kiểm tra về sau, phần lớn đều là nhân loại, ngẫu nhiên còn có một số tinh linh cùng ái nhân xương cốt. Bất quá bọn hắn hẳn là cùng một trận doanh, bởi vì bọn hắn cũng không phải là cuốn quýt lấy nhau, mà là nhất trí. Còn có một số thoạt nhìn như là thú nhân thi cốt, chỉ là xương cốt dị thường cường tráng. Elen tại Vu sư thế giới nhìn thấy qua thú nhân, thậm chí tại giải phẫu trên lớp đã giải phẫu thú nhân thi thể, hắn nhớ rõ, thú nhân mặc dù so với nhân loại cường tráng, nhưng là cũng sẽ không khoa trương. Nếu như một người bình thường lực lượng làm một, như vậy phổ thông thú nhân tối cao cũng liền 1.5, mà nơi này thi cốt, Elen suy tính đi sau hiện ít nhất cũng có ba lực lượng, đây đã là thực tập kỳ sĩ cấp bậc. Tiếp tục tiến lên một mảnh bi thương cảnh tượng xuất hiện tại eo trước mắt. Màu đỏ sậm thổ địa bên trên, ngổn ngang lộn xộn đổ rạp lấy vô số bạch cốt, bạch cốt bại lộ tại trong hoang dã, đã bắt đầu phong hóa, bốn phía tán lạc vô số đao kiếm, nhặt lên nhìn, phần lớn đã rỉ sét, nhẹ nhàng bắn ra, ban lan một tiếng, chém làm vài tiết. Bạch cốt bên trong người loại chiếm đa số, một cái khác bày là thú nhân, những này thú nhân bên trong còn kèm theo rất nhiều kỳ quái xương cốt, những này xương cốt phần lớn chỗ khớp nối mọc ra bén nhọn cốt thứ. Rất nhiều tứ chi trưởng thành vũ khí hình dáng, có chút thân cao cùng ải nhân đồng dạng, còn có sau lưng mọc ra một đôi cánh. Xương cốt bày biện ra một loại màu đỏ sậm, một cổ mùi lưu huỳnh tràn ngập trong mũi. Chi Tiến hành quét hình so sánh Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là eo lên như cũ muốn tại so sánh một chút. Giọt Nhiệm vụ đã thành lập, tiến hành quét hình, bắt đầu so sánh tư liệu. Tư liệu so sánh hoàn thành, đã phân biệt. Liệt ma, lợi trảo ma, tiểu ác ma, trầm luân ma, thâm uyên giác ma, mị ma. Chip xác nhận Ellen suy đoán, những này cùng nhân loại tinh linh ải nhân tác chiến chính là ác ma, mà kia dưới thú nhân dựa vào nên bị thâm uyên hữu hóa thâm uyên thú nhân. Thế giới này bị thâm uyên để mắc tới. Tại ngũ hoàng tháp cao thư viện bên trong, Ghi chép rất nhiều liên quan tới thâm quyên đạt được tư liệu, thâm quyên lại tên không đáy thâm quyên, bởi vì không có ai biết thâm quyên đến cùng có bao nhiêu tầng. Căn cứ hiện nay hiểu rõ đến tư liệu, chỉ biết là 33 tầng thâm quyên, còn lại càng nhiều đều thuộc về không biết. Mà mỗi một tầng thâm quyên đều có vô số ác ma, những này ác ma hỗn loạn điên cuồng, không có chút nào nhân tính, thực lực dưới đáy như trầm luân ma, liệt ma, một cái nông phu đi qua huấn luyện vũ khí trang bị liền có thể giết chết mà trong đó cao đẳng ác ma rất nhiều vu sư cũng không là đối thủ, trong đó người nổi bật càng là truyền kỳ cấp. Mặc dù những này ác ma phần lớn đều là não tàn, tự giết lẫn nhau, tràn đầy hủy diệt dục vọng, nhưng là số lượng tự như châu chấu, mỗi một tầng thâm uyên đều sẽ có một ác ma lãnh chúa. Ác ma lĩnh chủ thực lực thấp nhất đều là trung cấp truyền kỳ, rất cường đại ác ma lĩnh chủ bằng được thần linh lực lượng. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xâm lớn đến vật chất vị diện, Vừa có cơ hội liền sẽ điên cuồng xông vào vật chất vị diện, hủy diệt toàn bộ thế giới, cuối cùng đem thế giới này kéo vào thâm nguyên. Nhiều như vậy tầng thâm nguyên, có lẽ là thời điểm khả năng chính là một cái mỹ lệ màu mở vật chất vị diện. Thư viện tại ghi chép thâm nguyên tư liệu bên trong đều trọng điểm tiêu chú, một khi phát hiện vật chất vị diện xuất hiện ác ma, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Thế giới này xuất hiện nhiều như vậy ác ma, rất có thể là bởi vì thâm nguyên đã bắt đầu xâm lấn thế giới này. Nơi xa một bộ người khoác giáp trụ, đã hóa thành một bộ bạch cốt, trong tay kỵ sĩ kiếm thật sâu đem một con thâm uyên giác ma đâm xuyên, hai cổ thi thể dựa thật sát vào cùng một chỗ. Kỵ sĩ kiếm bên trên rèn đúc lấy một câu minh văn, mặc dù đi qua diễn biến, nhưng là Elen vẫn nhận ra đây là cổ sinh ngữ một cái biến chủng, tín niệm cùng ý chí, bất khuất chiến đấu chi hồn. Đây là tên này kỵ sĩ bảo vật gia truyền kiếm, hắn chủ nhân rất có thể là một vị siêu việt đại kỳ sĩ cường giả, biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng đều cũng không lui lại một bước, mà là cùng một con cao cấp ác ma đồng quy vu tận. Eo lên tâm tình có chút trầm thấp, một cái búng tay điều khiển pháp sư chi thủ, tại chiến trường cách đó không xa đào một cái nho nhỏ phần mộ, đem vị này anh dũng kỳ sĩ an táng. Vùng bỏ hoang bên trên một tòa lẻ loi trơ trọi phần mồ mã, phần mồ mã trước một thanh kỵ sĩ kiếm lẳng lặng cắm trên mặt đất giống như tại im ắng nói cái gì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Dực ma Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoang vu giữa đồng trống, mặt đất màu đỏ nâu. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận bạo tạc, ánh sáng đầy tán đi, một cái đường kính mấy thước hố to xuất hiện ở trước mắt, chung quanh tán lạc thất linh bát toái màu đỏ sậm tứ chi, nhìn bề ngoài xem cùng nồng đậm mùi lưu huỳnh, đây đều là ác ma chủng. Bụi mù tán đi, một cái tráng kiện thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một tay sách ngược lấy thập tự kiếm, trên tay kia còn có một viên hỏa cầu, nhìn thấy vẫn có một chút ác ma không có chết đi, nhẹ nhàng khoát tay, hỏa cầu nháy mắt đem nuốt hết. Thâm nguyên ác ma mặc dù hỏa thuộc tính kháng tính rất cao, nhưng là những này chỉ là liệt ma cùng trầm luân ma, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa nguyên tố ma pháp chỉ có trở thành ba lô viêm ma mới có thể miễn dịch đại bộ phận hỏa diễm pháp thuật. Những này cấp thấp ác ma thật là nghèo, đã từ thâm nguyên lại tới đây, ngay cả một điểm thổ đặc sản đều không mang, một đám mười mấy cái ác ma, trên thân ngay cả thâm nguyên sắc đều góp không đến một kg. Eo lên một bên thu thập vật tư, một bên lại nhảy nhã rảnh lấy những này ác ma keo kiệt. Thuận Sơn Mạch đã đi lại hai ngày, từ khi qua chiến trường cổ kia, Eo lên liền bắt đầu không ngừng gặp được ác ma chủng. Những này ác ma nhìn thấy eo liền cấp hống hống sông lên, có đôi khi là vài cái, có đôi khi là mười mấy cái. Ngày kế eo giết chết cấp thấp ác ma đã có trên trăm. Đêm này một đám ác ma giết chết, nhìn thấy sắc trời đã có chút tối nhạt, chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm. Trong đêm hoang nguyên càng là yên tĩnh, chỉ có lạnh thấu xương phong thanh, eo tìm được một bức tường đá, đem chung quanh thi cốt tập trung lại mai táng, có dùng thổ tường thuộc phong bế một bên khác, tạo thành một cái tiểu nơi ẩn nút. Đem chết héo cây cối thu thập lại, đốt lên một đống lửa. Bóng đêm tăm tối bên trong, tiểu thiên địa này xuất hiện một tia ấm áp. Lấy ra một khối thịt nướng, cắm ở thập tự kiếm bên trên, đặt ở trên lửa nướng, đây là sau cùng một điểm đồ ăn, không nghĩ tới nơi này vậy mà hoang vu đến tận đây. Ellen ban ngày đi lại gần 200 dặm lộ trình, không có phát hiện một điểm sinh mệnh dấu hiệu, duy nhất có thể hoạt động chính là những cái kia ác ma thật giống như trên vùng đất này sinh mệnh lực đều bị rút đi như vậy. Trong bóng đêm đen nhánh không biết ẩn giấu đi cái gì, eo lên đột nhiên thân hình cứng đờ, ngay tại lật thịt nướng tay dừng một chút, sau đó lại tiếp tục lật qua lật lại. Trong đầu lại là không ngừng truyền đến tiếng cảnh báo. Giọt. Phát hiện có phi hành sinh vật tới gần, khoảng cách túc chủ 1032.8m khoảng cách, năng lượng cường độ làm chính thức vu sư cấp bậc. Giọt. Mục tiêu khoảng cách 900 m Giọt. Mục tiêu khoảng cách 500 m Eo lên chậm rãi ăn thịt nướng, tâm thần lại một mực chú ý đến không trung động tĩnh. Đây là phong thanh hô hô vang, không có thanh âm nào khác truyền đến. Rốt cục tại cái này phi hành vật thể tiếp cận đến 50 m thời điểm, eo lên tinh thần lực rốt cục cảm ứng được. Đem thịt nướng cất kỹ, giả vờ như không có chút nào phòng bị, thập tự kiếm cắm ở đống lửa bên cạnh, lên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng tối một đôi huyết hồng sắc con mắt tràn đầy âm hiểm xảo trá, điên cuồng bạo ngược. Trong con mắt phản chiếu lấy một điểm ánh lửa. Nhìn thấy đống lửa cái khác nhân loại đã nghỉ ngơi, lúc này mới dùng sức vỗ một cái cánh, thân thể to lớn giống như như chim ưng lao thẳng tới xuống tới. Ngay tại hành động một khắc này, Ellen nháy mắt mở hai mắt ra, sớm đã chuẩn bị phần lớn là pháp thuật trực tiếp ném ra ngoài. Thiểm quan thuật màn đêm đen kịp nháy mắt bị đạo này ánh sáng đâm trách, sớm có dự liệu eo lên lệch dưới đầu, không có đi nhìn ánh sáng, cắm ở một bên thập tự kiếm đã sớm xuất hiện trong tay. Sớm dự phán vị trí, một kiện hung hăng chọc lên, sau đó xoay người tránh né, thập tự kiếm cắt vào một tầng cứng cỏi làn da, sau đó cùng theo thân thể phương hướng, dùng sức vạch một cái, một cổ tràn đầy huyết tinh cùng mùi lưu huỳnh tràn ngập ở chung quanh, phiêu tán rơi rụng huyết dịch tư tư ăn mòn chung quanh thổ địa. Một đại đoàn thân ảnh hung tợn đâm vào trên mặt đất. Elen vừa rồi kia một kiện trực tiếp đem một chiếc nhục xí đâm rách. Lúc này mượn nhờ ánh lửa mới nhìn rõ ràng, đây là cả người bên trên mở ra cánh thịt, toàn thân lân phiến, trên đầu hai con dê rừng đồng dạng sừng công sinh vật. Elen không có cho cơ hội, thừa dịp hai mắt không thể thấy vật, mãnh liệt va chạm ngã xuống trên mặt đất nhất thời dậy không nổi thân, vọt thẳng đi lên. Ma hóa vũ khí ban cho sắc bén không để Elen thất vọng một kiếm chém ra, đem một bên khác cánh thịt chém xuống gần nữa. Triệt để phế đi ác ma này năng lực phi hành. Xoay người tránh thoát to lớn lợi trảo, lúc này cái này ác ma đã miễn cưỡng khôi phục thị lực. Trong miệng không ngừng chửi rủa Elen nghe không hiểu ngôn ngữ. Huyết hồng hai mắt tất cả đều là điên cuồng thần sắc, đứng thẳng lên ác ma thân hình đã vượt qua 2 mét 5 độ cao. Xoay ngược hai chân, dưới chân là một đôi móng trâu trên tay mọc ra sắc nhọn cự trảo, bộ mặt dữ tợn. Đây là một con dực ma, ác ma chủng loại kia quyển sách bên trong ghi chép, đây là trong địa ngục thường gặp một loại trung cấp ác ma, bình thường tại ác ma trong quân đoàn sung làm bách phu trưởng, số lượng to lớn. Nhìn thấy Ellen cầm trong tay lợi kiếm đứng tại không xa, đầu này dực ma không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền lao đến. Ác ma quả nhiên trí thông minh không được, đánh lén bị người phát hiện, phản kích, hiện tại thế mà không chạy trốn, ngược lại xông tới, quả nhiên hỗn loạn nhiều đồ bức. Trong lòng mặc dù nhã rảnh, nhưng là động tác trên tay không chậm chút nào, eo lên không chút nào đang tránh né trực tiếp thắng đi lên. Một kiếm hung hăng hướng về cổ chém tới. Ban lan, một tiếng giống như kim loại tiếng va đập, giựt ma vọt mạnh thân hình trực tiếp dừng lại, eo lên trường kiếm bị hai cái lợi trảo tổng cộng chống chọi. Lợi trảo tiếp xúc bộ phận đã có thật sâu vết kiếm. Ngay tại lúc này, eo lên ánh mắt khẽ nhúc nhích, miệng nâng lên. Hô! Lông tức phun ra. Nháy mắt một đường hỏa trụ từ eo lên trong miệng phun ra ngoài, màu đỏ sậm pháp thuộc hỏa diễm nháy mắt đem cái này giựt ma bao vây lại. Mặc dù ác ma trời sinh có nhược đẳng hỏa diễm kháng tính, nhưng là lông tức tổn thương vẫn là không ngăn cản được. Nóng rực lông tức đem đốt thành một cái hình người ngọn đuốc, giựt ma điên cuồng muốn bổ nhào eo lên, kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt cái này giựt ma điên cuồng gào rít. Eo lên một cái lắc mình, tránh thoát về sau, thập tự kiếm vung vẩy. Đi chết đi. Lợi kiếm mang theo khí thế bức người, nháy mắt xẹt qua. Kiếm thuật. Chém đầu mượn nhờ thân thể xoay tròn lực lượng, thập tự kiếm đột nhiên xẹt qua, một đạo kiếm quan hiện lên. Cái này gánh trương hai cánh giựt ma bộc ngã xuống đất. Giữ tận đầu lâu qua rơi xuống đống lửa bên cạnh, mang theo tính ăn mòn huyết dịch phun ra đầy đất tư tư thanh âm không ngừng vang lên. Cao lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất, lòng tức hỏa diễm đã chậm rãi dập tắt, đỏ sậm huyết dịch chậm rãi chảy ra. Đi tới đống lửa bên cạnh, dùng thập tự kiếm một kiếm bổ ra cái này giựt ma đầu lâu, cố nén buồn nôn, eo lên đưa bàn tay xâm nhập ác ma ốc bên trong tìm tòi, nửa ngày về sau móc ra một khối to bằng móng tay nhỏ bé hôi mịt mờ tinh thể. Quả nhiên, cái này môi giới ác ma trong đầu có linh hồn tinh thể lên một mặt vui mừng nhìn xem trên tay cái này màu xám hơi mờ tinh thể. Linh hồn tinh thể công dụng rất nhiều, rộng rãi nhất tác dụng chính là chế tạo cao cấp khôi lỗi, phổ thông khôi lỗi không cần cao trí năng, thuộc về sản xuất hàng loạt hình, cao cấp khôi lỗi liền cần tương đối cao trí tuệ, linh hồn tinh thạch có thể chế tác khôi lỗi hạch tâm. Đương nhiên tại thâm nguyên vị diện loại này linh hồn tinh thạch chính là tiền tệ. Mặc kệ là ác ma vẫn là ma quỷ, đối với loại này linh hồn tinh thạch từ trước đến nay là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Đánh lén chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giọt Túc chủ xin chú ý, chung quanh một cây số bên trong xuất hiện đại lượng sinh mạng thể. Giọt Cảnh cáo Cảnh cáo chung quanh xuất hiện đại lượng cao năng phản ứng, mời túc chủ rút lui. Ngay tại Ellen xem xét viên kia linh hồn tinh thạch thời điểm, chip đột nhiên bộc phát cảnh cáo. Màu lam nhạc địa đồ trực tiếp xuất hiện tại võng mạc bên trên. Lấy Ellen làm trung tâm phương viên một cây số trên bản đồ, lít nhà lít nhíp xuất hiện rất nhiều cái điểm sáng, sai hơi tính toán dưới, chừng mấy trăm, trong đó càng là có bảy tám cái rõ ràng lớn một vòng điểm sáng nhìn thấy lít nha lít nhít điểm sáng eo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù những cái kia cấp thấp ác ma đều là pháo hôi cấp tồn tại, nhưng là kia bảy tám cái điểm sáng rõ ràng là trung cấp ác ma. Khả năng nhìn trong bóng tối một vòng linh quan thoáng hiện, eo hai mắt xuất hiện một chút sáng ngời, thế giới trực tiếp biến thành màu trắng đen, đen nhánh vùng bỏ hoang nhìn rõ ràng. Lít nha lít nhít trầm luân ma, liệt ma, khiếp ma chạy nhanh chạy tới nơi đây, vài cái thân ảnh cao lớn là cuồng chiến ma, lợi trảo ma chờ ác ma, không trung còn có hai con dực ma cũng tại gia tốc chạy đến. Ellen không kịp nghĩ nhiều, một tay nắm lên thập tự kiếm, trực tiếp hướng sau lưng sơn mạch chạy tới, tại bình nguyên bên trên bị nhiều như vậy ác ma vây lên, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhiều như vậy ác ma, muốn phá vây đã không có khả năng, chỉ có thể chiếm theo một cái có lợi địa hình chậm rãi hao, đem những này cuối cùng trung cấp ác ma giết chết còn lại đều là pháo hôi rất nhanh elen liền chạy tới chân núi bước nhanh chiếm cứ một cái cao điểm hình quay đầu nhìn lại hai con dực ma đã cách rất gần Huyển vượng thuật hai con giật ma thân hình dừng lại trực tiếp từ không trung nhào xuống tới sau đó lại tại giữa không trung ổn định thân hình trung cấp ác ma kháng tính rất cao thứ cấp ma pháp hiệu quả đã rất nhỏ bất quá cái này đã đầy đủ thừa dịp hai con giật ma mất khống chế nháy mắt eo lên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lợi kiếm trong tay mang theo một vòng ánh sáng, nháy mắt đem cái này hai con dực ma cánh thịt vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó thi triển một cái rơi vũ thuật, rơi xuống trên vách núi đá. Hai con dực ma rốt cuộc không vững vàng thân hình, siêu siêu vẹo vẹo té nhào vào nham thạch bên trên, thân thể dưới tác dụng của quán tính lăn lộn ra thật xa. Gia trì các loại phụ trợ trạng thái, eo lên thân hình càng là nhanh chóng nháy mắt vọt tới một cái gần một chút giựt ma bên người. Cơ hội. Ánh mắt sáng lên, thân hình không chút do dự. Kiếm thuật, toàn phong trảm vừa mới đứng lên giựt ma, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt phần eo xé rách một cái lỗ hổng lớn, màu đỏ sậm máu tươi không cần tiền phun ra ngoài. Kiếm thuật, va chạm thân hình không ngừng chút nào, một cái va chạm đem cái này giựt ma một lần nữa đụng vào, giống như bị một kích trọng chú ý đánh trúng giựt ma nháy mắt bay rớt ra ngoài lên theo sát lấy sông tới, đối với một cái khác sông lên ác ma không thèm để ý. Tổng thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, đạo lý này Ellen vẫn là minh bạch. Trên thân linh quang lóe lên. Vẫy rồng hộ giáp, một tầng lân phiến hư ảnh xuất hiện tại Ellen thân thể cho thấy. Chống đỡ được một chút giật ma to lớn lợi trảo. Cứng trắng lợi trảo bẻ vụn lân phiến hư ảnh, có chọc vào Ellen trên thân, màu xám vu sư bào nháy mắt hóa thành bay tán loạn hồ điệp bị triệt để xé nát. Lộ ra bên trong võ sĩ phục. Eo lên trên thân thể xuất hiện từng đạo vết trảo. Một trận nóng bỏng đâm nhói, cái này cũng không có để eo chệch hướng mục tiêu. Lợi kiếm trong tay càng là không có chút nào run rẩy. Chết đi. Eo lên bắp thịt cả người sôi sục, một đạo kiếm quang hung hăng vung ra kiếm thuật, chém đầu kiếm quan bén nhọn mang theo lệnh người hít thở không thông phong áp nháy mắt xẹt qua cái này còn có chút mê muội giật ma, một tia sáng hiện lên, to lớn đầu lâu ác ma phóng lên tận trời. Màu đỏ sậm huyết dịch vẫy ra, nhỏ xuống ở trên người hắn, từ từ rung động, trên quần áo chỉ chốc lát liền xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Thân hình không ngừng, một cước đem sau lưng theo sát một cái khác giật ma đạp ra ngoài. Eo lên tốc độ không giảm, vọt thẳng đi lên nhìn thấy ellen xông qua a đến há mồm phun ra một câu thâm uyên ngữ nháy mắt một viên màu võ quyết hỏa cầu trực tiếp hướng ellen đập tới không né tránh kịp nữa ellen trên thân lân giáp nháy mắt hiển hiện màu đỏ sậm lân giáp giống như thực chất màu võ quyết hỏa cầu nháy mắt đánh trúng bộ ngực của hắn nháy mắt toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bao phủ cái này giựt ma càng rỡ nở nụ cười ngay tại to lớn cười thời điểm một đạo kiếm quang nháy mắt chiếu sáng cặp mắt của nó. Liều mạng. Eo lên trong mắt tinh quang bùng lên. Kiếm thuật, đột thứ sông phá hỏa diễm eo lên không có chút nào dừng lại, hồng long huyết mạch hỏa diễm kháng tính. Làm eo lên không có thu được đại tổn thương Nháy mắt hàng tốc độ nâng lên tối cao Thập tự kiếm hóa thành một điểm hàng mang Nháy mắt đâm trách vực ma ngực Thật sâu đâm thủng trái tim Ngay sau đó cánh tay dùng sức hất lên chừng cao hơn 2 mét dực ma bị hắn quăng bay ra thật xa. Đỏ sậm huyết dịch nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Dực ma thân thể đảo lộn mấy lần, không động đậy được nữa, một cổ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi lưu huỳnh tràn ngập trong mũi. Thở dốc một hơi, eo lên lồng ngực giống như hai cái xé gió rương hồng học vang, qua mười mấy giây mới chậm lại. Liên tục bộc phát, làm eo tiêu hao không ít thể lực, thừa dịp những cái kia ác ma còn không có tới gần nắm chặt thời gian khôi phục kịch liệt hô hấp khiến cho máu của hắn cấp tốc lưu động trong thân thể lực lượng khôi phục nhanh chóng trong lòng không ngừng tính toán chiến đấu kế tiếp pháo hồi cấp thấp ác ma không đáng để lo chỉ cần giết chết trung cấp ác ma không có thượng cấp áp chế bọn này mềm sợ cứng rắn khiếp ma liệt ma sẽ không chiến tự tan ánh mắt chớp lên ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia thân hình cao lớn cuồng chiến ma cùng lợi trảo ma giải quyết đến uy hiếp lớn nhất diệt ma những này còn có sáu con tính toán dưới khoảng cách trong lòng mặt niệm. Chi. Mở ra phụ trợ hình thức chiến đấu. Giọt. Phụ trợ hình thức chiến đấu mở ra. Một cái màu lam màn hình nháy mắt xuất hiện tại eo trước mắt, chip đem chung quanh tất cả hoàn cảnh nhân tố toàn bộ bày ra. Trong tay hỏa nguyên tố rất nhanh hội tụ, chiếp tiêu chú phía trước nhất chạy cùng chiến ma. Cái này cùng chiến ma thân hình cường tráng, trên đầu đỉnh lấy một đôi sừng trâu, thính tai xinh đẹp, trên tay là một cái dính đầy huyết nhục xương chù y, phía trên cốt thứ dữ tận. Một đôi xoay ngược móng dê, toàn thân mọc đầy màu đỏ sậm lân phiến. Hỏa cầu thuật chuẩn bị, tốc độ gió điều chỉnh, góc độ hướng lên 18 độ, phóng thích. Nháy mắt một viên to lớn hỏa cầu gào thét bay ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung nháy mắt đem ngay tại hướng phía trước vọt mạnh cùng chiến ma bao khỏa đi vào, to lớn linh quan bạo tạc, đem khắp chung quanh năm thước vuông tròn mặt đất nổ ra một cái hố to, chung quanh mấy cái khiếp ma nháy mắt bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Thân ở bạo tạc ở giữa cùng chiến ma thụ trọng thương. Bụi mù tan hết, rách rưới một nửa thân thể xuất hiện tại trong hố lớn, ngực bị tạc một cái động lớn, màu đỏ sậm huyết dịch văng khắp nơi, trái tim cùng xương ngực toàn bộ bị tạc tứ tán. Tên này cùng chiến ma chết không thể chết lại. Cải tiến ưu hóa qua hỏa cầu thuật, quy lực quả nhiên không tầm thường, chỉ lần này liền đem pháp thuật này kháng tính không kém trung cấp ác ma tiêu diệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Tử vong kỵ sĩ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giải quyết một mực cùng chiến ma, hỏa cầu thuật quy lực cũng không có làm những này ác ma cảm thấy sợ hãi. Ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về eo lên chỗ dốc núi vọt tới vài cái bị hù muốn lui lại thoát đi trầm luân ma vừa chạy mấy bước, liền bị một cái khác cùng chiến ma trực tiếp vung ra xương chù y, nháy mắt nện thành một đống thịt nhão. Còn lại cấp thấp pháo hôi cũng không dám lại chạy trốn, hỏa cầu trong tay liên tiếp phát ra, chỉ là cái này mấy cái ác ma rốt cục thông minh, đem mặt khác cấp thấp ác ma coi như khiên thịt, mặc dù cấp thấp pháo hôi tử thương thảm trọng, nhưng là mấy cái trung cấp ác ma cũng không có ở đây giảm quân số. Thấy không tiêu diệt những cái kia trung cấp ác ma, eo lên quả quyết định chỉ thi pháp. Dù sao dùng cấp một pháp thuật đi đánh cấp thấp ác ma là đại tài tiểu dụng. Nhìn xem đầy khắp núi đồi tại trên sườn núi leo lên cấp thấp ác ma eo lên khóe miệng công lên, tính toán dưới khoảng cách. Trên bàn tay lật, một khối dầu trơn xuất hiện. Sau đó linh quang lóe lên, nghiêng trên sườn núi thuận giá trở nên bóng loáng dầu mỡ, những cái kia ngay tại leo lên pháo hôi, nháy mắt ngã sắp xuống, lăn đất hồ lô từ giữa sườn núi lăn xuống dưới cái này một chút thời gian mấy trăm con cấp thấp ác ma toàn bộ lăn lộn rơi xuống, còn lại những cái kia không có dẫm lên dầu trơn cũng bị phía trên lăn lông lóc xuống tới ác ma đập xuống. Vu sư sư này không là chỉ hiểu được dùng đại uy lực pháp thuật rửa sạch. Lợi dụng một chút A địa hình, một cái thứ cấp pháp thuật rất dễ dàng liền đem những cái kia pháo hôi toàn bộ giải quyết. Trong lúc nhất thời trên sườn núi khắp nơi đều là lăn lộn thân ảnh. Chỉ còn lại lác đác không có mấy vài cái trung cấp ác ma những này trung cấp ác ma tại té ngã nháy mắt đã dùng cường đại lực lượng trực tiếp đạp nát trên mặt đất nham thạch. Miễn cưỡng đứng vững, lúc này mới không có rơi xuống. Elen El cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trong tay nháy mắt tề tự một cái to lớn hỏa cầu, màu vỏ quýt linh quang lóe lên, nháy mắt nện vào một cái vừa mới đứng vững gót chân lợi trảo ma. Hỏa diễm linh quang nháy mắt đem lợi trảo ma bao trùm, tên này lợi trảo ma ngay cả hừ đều không có hừ, ngực liền bị tạc ra một cái động lớn, thân thể giống một cái vải rách búp bê giống như bị tạc bay thật xa, sau đó phịch một tiếng đập xuống đất, sau đó lăn lộn, hướng dưới sườn núi lăn xuống dưới. Bạo tạc hỏa tinh tung tóe tới mặt đất dầu trơn bên trên, tăng thêm chất dẫn cháy dầu trơn nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Những cái kia bị ngọn lửa bao khỏa ác ma mặc dù bị đốt chật vật không chịu nổi, không ngừng dùng thâm nguyên ngữ chửi rủa. Nhưng kỳ thật cũng không bị đến tổn thương gì những ngọn lửa này uy lực chỉ có 10 khắc độ, cũng không có vượt qua ác ma pháp thuật kháng tính. Nhìn xem những này ác ma vụng về diễn kỹ, Elen El không có chút nào buông lỏng, còn lại cái này năm con ác ma cùng tiến lên đến, Elen El cũng không có nắm chắc chắc thắng. Nhìn xem những này diễn kỹ phái một bên lăn lộn một bên tới gần, giả vờ như bị ngọn lửa đốt khắp nơi dãy dùa, Elen El chuẩn bị xông hỏa cầu trực tiếp đánh tới hướng khoảng cách gần nhất cùng chiến ma cái này tự cho là diễn kỹ siêu quần cùng chiến ma căn vốn không có cơ hội phản ứng, liền bị Ellen nháy mắt đưa về quê quán. Cái khác mấy cái trung cấp ác ma thấy không lừa gạt đến Ellen, nháy mắt liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Rống giận hướng về Ellen vọt tới. Chỉ cùng tại đưa tiễn một tên ác ma, elen liền bị còn lại ba con ác ma bao quanh vây lại. Ellen mỉm cười, bước chân có chút triệt thoái phía sau. Dầu mở thuật sau đó tự thân phóng thích một cái, rơi vũ thuật, toàn phong thuật mũi chân điểm nhẹ, eo liền đã tránh thoát ba cái trung dài ác ma vây bắt, chỉ là dầu mở thuật bị đã sớm có phòng bị ác ma trực tiếp dẫn đốt, cũng không có để bọn hắn trượt chân. Trong tay linh quang không ngừng thoáng hiện, mèo chi ưu nhã, gấu chi cứng cỏi, vẫy rồng giáp da, ma hóa vũ khí, liên tiếp phụ trợ trạng thái bộ đến eo trên thân. Vừa hạ xuống ba ác ma liền chém giết tới, phẫn nộ ác ma đã không thể nhìn được nữa, nhất định phải đem cái này đáng ghét người thi pháp triệt để phá tan thành từng mảnh. Càng thêm tới gần, cái này cùng chiến ma đã nghĩ kỹ, muốn đem người làm phép này giết chết sau, đầu kia trắng nõn đùi nhất định phải cướp đến tay, người thi pháp chất thịt tươi non, so với những cái kia chiến sĩ giống như thuộc gia cơ bắp, người thi pháp hoàn toàn là thoải mái trực quy đạn. Một lát nữa tay chân nhất định phải nhanh, không thể để cho bên cạnh hai thằng ngu vượt lên trước, đúng rồi nhất ngon chính là linh hồn, người thi pháp linh hồn thế nhưng là độ tốt. Ngay tại cái này mấy cái ác ma muốn như thế nào ngâm chế eo thời điểm, đã vọt tới eo trước người, một đường ánh sáng chói mắt nháy mắt sáng lên. Thiểm quan thuộc vài ác ma hai mắt mù, eo lợi kiếm trong tay hàng quan chói mắt, gia trì ma hóa vũ khí thập tự kiếm sắc bén dị thường, trên người cự long lực lượng để ngải đường lực lượng cao lớn 25 điểm, vung vẫy thập tự kiếm nháy mắt bộc phát lực lượng lệnh người liếu lưỡi kiếm thuật, lượng vòng trảm trong chớp nhoáng này, lợi kiếm tung hoành, tại ba cái trung dài ác ma trên thân lưu lại một cái lỗ to lớn. Ba tên ác ma huyết dịch phun ra, không ngừng kêu rên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, xa so với bọn chúng trong tưởng tượng khó đối phó. Miễn cưỡng mở mắt, trong tay vung vẫy xương chù y rời tay bay ra, Elen El cúi đầu tránh thoát một cái, sau đó trường kiếm quét ngang, ngăn lại một cái khác mai xương chù y. Cùng chiến ma không hổ là cùng chiến ma, nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, không chút nào quản không để ý, toàn thân đẫm máu tự như eo đánh tới. Eo vừa mới chuẩn bị trước núi, chip trực tiếp nhắc nhở nói ngồi xuống. Eo lên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi xuống, xoát một đường lăng lệ phong áp từ đỉnh đầu xẹt qua, vài cọng tóc nhanh nhẹn mà rơi. Cùng chiến ma xương chú y lượng quanh một cái phương hướng lại từ phía sau đập tới. Eo lên mình một cái, lợi kiếm trong tay đang một mực lợi trảo ma chân vạch ra một vết thương. Tránh thoát sau lưng truy kích xương chù y, eo lên một cái lý ngư đã định đứng lên. Huyễn vượng thuộc sông cao nhất cái kia cuồng chiến ma căng lúc đầu không kịp phản ứng, nháy mắt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đi đường đầu óc choáng váng. Bất quá kháng ma thuộc tính rất cao, cái này huyễn vượng thuộc chỉ kéo dài nửa giây. Bất quá nửa giây đã đầy đủ. Nhiều khi đây chính là sinh cùng tử khác nhau về nhà đi thôi. Ellen thập tự kiếm đã làm tốt chuẩn bị, nháy mắt phát động, kiếm thuật thuận thế trảm một đường kinh khủng phong áp đập vào mặt. Tên này cùng chiến ma mới từ trong mê muội tỉnh lại, trước mắt một đạo kiếm quang đã gần trong gan tất, tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nháy mắt đem trên đó nửa người vạch ra một đường kinh khủng lỗ hổng. Đủ mọi màu sắc nội tạng bạo lộ trong không khí, ào ào rơi xuống, huyết dịch phun ra hắn một thân ngay tại Ellen chuẩn bị tiếp tục đối phó tiếp xuống hai ác ma thời điểm. Lúc này mới phát hiện, mặt khác hai con ác ma đã bị chia làm tứ đoạn cường hãn sinh mệnh lực để thân thể không ngừng run rẩy. Một thân ảnh cao to đứng tại không xa, nồng đầm phụ năng lượng khí tức ép tới Ellen cơ hồ không thở nổi. Khả năng nhìn trong bóng tối làm Ellen tại trong đêm đen cũng có được rất tốt thị giác. Vẹn vẹn một chút, liền để Ellen chỉ cảm thấy lạnh cả người, hô hấp dồn dập, trong tay thập tự kiếm bắt thật chặt, bắp thịt cả người căng cứng, trong lòng cảnh giác dị thường, chip càng là điên cùng báo cảnh nhắc nhở. Do Phát hiện phụ năng lượng phản ứng, mức năng lượng không biết, cực kỳ nguy hiểm, xin nhanh chóng rời xa. Xin nhanh chóng rời xa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Máu tươi đất hoang bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đây là một cái cỡ nào tồn tại lên cảm thấy cái quái vật này khí thế trên người so với alfred không hề yếu thậm chí càng mạnh hơn không ít phải biết alfred thế nhưng là ngũ hoàng tháp cao viện trưởng cấp ba đại vu sư tồn tại đây là một cái tử vong kỵ sĩ toàn thân trọng giáp ngồi xuống cũng là một thất vong linh chiến mã trong tay cầm chính là một thanh cỡ lớn trảm mã đao, eo lên đoán chừng kia khoa trương tạo hình nói ít cũng muốn 300 cân trở lên. Phía sau sông đao giao thoa, một kiện màu đỏ sậm áo choàng, phía trên dính đầy màu đỏ sậm máu tươi, biên giới chỗ đã trách trách rưới rưới. Khí thế như vực sâu biển lớn, bao quanh lấy khí tức tử vong nồng nặc. Trên đầu là một cái đoạn mất một cái sừng sừng trâu nón trụ. Mang theo một cái giữ tận mặt nạ, con mắt địa phương là một đôi màu u lam ngọn lửa. Ngọn lửa có chút nhảy lên, Ellen cảm thấy một trận hàng ý, cao cấp tử vong kỵ sĩ. Mà lại là tiếp cận truyền kỳ thậm chí đã là truyền kỳ tử vong kỵ sĩ. Ellen cảm thấy hô hấp dồn dập. Cái này phiền phức lớn rồi, cái này phá hệ thống thật không đáng tin cậy, xuyên qua một lần cần đại lượng thời gian tiếp xúc năng lượng không nói, xuyên qua liền xuyên qua đi, còn tới đến cái này phá vị diện, thâm uyên ác ma liền không nói, cái này lại tới một cái càng kinh khủng đại gia, nói tới pháp gia ngưu bê nhưng là không trưởng thành lên pháp gia là đồ ăn BA, cái này trực tiếp ném tới địa ngục khó khăn phó bản, làm sao làm. Eo lên trong lòng chỉ còn lại con mẹ nó, nhìn thấy tên này tử vong kỵ sĩ không có động thủ, hắn lại không dám loạn động, qua mười mấy giây, liền ngay cả chung quanh gió cũng ngừng. Người sống Vị kia tử vong kỵ sĩ băng lãnh thanh âm truyền ra, thanh âm nghe có chút cổ quái, nhưng là miễn cưỡng phân biệt ra được là sinh ngữ biến chủng. Là lên cẩn thận trả lời, nhưng là không có chút nào buông lỏng. Nơi này là máu tươi đất hoang, ngươi không nên tới. Thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng là Ellen nhưng thật giống như nghe ra có một tia hâm mộ cảm xúc ở bên trong. Bất quá bởi vì không biết tình trạng, Ellen cũng không có sử dụng cổ lông đối thoại phong cách, nhưng ta vẫn là tới. Còn sống không tốt sao? Gia một chút vạn nhất hắn động thủ làm sao xử lý? Eo lên căng thẳng bờ môi nơi này là người chết chiến trường, người sống không nên tới này. Tử vong kỵ sĩ dục ngựa đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem eo lên. Đuổi theo, ta đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, đi đầu một bước trời đi. Eo lên lại là không hiểu ra sao, do dự, không biết cái này tử vong kỵ sĩ làm trò gì. Âm vang. Cử hình trảm mã đau bị thu. Eo lên một cái giật mình. Đợi chút nữa, ta thu thập xong đồ vật người ở dưới mái hiên khẳng định phải cúi đầu lên điều khiển vu sư chi thủ thật nhanh đem mấy tên trung cấp ác ma trong đầu linh hồn tinh thạch móc ra tùy tiện dùng vải rách lau xuống trực tiếp thu vào thứ nguyên túi tử vong kỵ sĩ cũng không có thúc giục chỉ là lẳng lặng nhìn một người một ngựa bắt đầu là thuận sơn mạch biên giới đi đến lúc này đêm tối đã đem muốn đi qua tử vong kỵ sĩ trầm mặc ở phía trước dẫn đường lên lúc này cũng đem tâm bỏ vào bụng chạy không thoát vậy cũng chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ làm. Dần dần sắc trời bắt đầu chuyển sáng, trên bầu trời vẫn như cũ chìm vào hôn mê. Tốc độ của hai người rất nhanh, bắt đầu cái kia tử vong kỵ sĩ sẽ còn quan sát dưới eo lên, có thể vượt qua hay không, tại hành tẩu một đoạn đường về sau, liền không lại chú ý. Trên đường đi, eo lên thấy cái càng là kinh hải, những nơi đi qua, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Duy nhất vật sống chính là ác ma, mỗi lần xuất hiện ác ma, cái này tử vong kỵ sĩ liền sẽ ngay lập tức xông đi lên. Elen cũng thấy được cái này tử vong kỵ sĩ cường hãn, dưới thân vong linh chiến mã không chút nào biết trả rời, chở đi toàn thân trọng giáp tử vong kỵ sĩ lao vùng vụt, tất cả ác ma mặc kệ là cấp thấp vẫn là trung cấp, toàn bộ đều là một kích trí mạng, một đao chém xuống, chính là một phân thành hai hạ tràng. Liền ngay cả phi hành dực ma cũng đào thoát không xong, vòng linh chiến mã bốn vó lẹt xẹt, một đám ngọn lửa u lam tại móng bên trên xuất hiện, sau đó vong linh chiến mã đạp không bay lên, một vòng ánh đao lướt qua. Hóa thành hai đoạn thi thể liền từ không trung rơi xuống. Những này vạn phần hoảng sợ ác ma tại cái này tử vong kỵ sĩ trước mặt không thể so giết gà khó khăn bao nhiêu. Eo lên một đường đi theo vẹn vẹn linh hồn tinh thạch đều nhặt được mười mấy khỏa. Trên đường đi trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là đi đường, đồ ăn đã sớm đã ăn xong, mảnh này hoang vu đại địa bên trên, trừ ác ma liền không có bất luận cái gì ăn. Eo lên thử thử dưới nướng ác ma thịt, miệng vừa hạ xuống, có một cổ mùi lưu huỳnh tràn ngập khoang miệng, còn lại những cái kia trực tiếp bị ném rơi. May mắn eo học qua ma pháp bánh mì cái này thứ cấp pháp thuật, sử dụng sau một ngày có thể chế tạo ra 10 pao nặng ma pháp bánh mì, ăn no là có thể, nhưng là hương vị liền khó mà lấy lòng. Uống nước ngược lại là đơn giản, thủy nguyên tố rất dễ dàng liền sẽ tụ một ly lớn thanh thủy tử vong kỵ sĩ một mực yên lặng đi ở phía trước, cũng không cùng Elen giao lưu. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy để Elen kinh hãi, đại địa phía trên đã tất cả đều là màu đỏ sậm thổ địa, màu đỏ sậm trong đất buồn, một cước đạp xuống đi, thường xuyên nương theo cái này, răng rắc, âm thanh, đây là xương cốt phong hóa nghiêm trọng bị giẫm nát thanh âm. Trên chiến trường khắp nơi đều là lít nha lít nhít hố to, đáy hố bộ thậm chí xuất hiện dấu hiệu hòa tan, đây là nhiệt độ cao thiêu đốt sau vết tích phong hóa bạch cốt, rỉ sét khôi giáp, bốn phía tảng mát đao kiếm cũng phần lớn vết rỉ loan lỗ. Vào đêm sau, tử vong kỳ sĩ rốt cục cũng ngừng lại, sử dụng pháp thuật chế tạo vài lần tường đất, đem giữa đồng trống thiết bị chắn gió ở, nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi lưu huỳnh tràn ngập trong mũi, xa xa trên chiến trường thỉnh thoảng có vài miếng lân hỏa theo gió bay múa. Đánh đốt đóng lửa sau, Elen ăn xong bắt đầu tu luyện, tiến vào chính thức vu sư sau, sơ cấp minh tưởng pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực hiện tại sử dụng chính là lên hối đoái kia bản thâm hồng chi đồng minh tưởng pháp cái này minh tưởng pháp là cần tại thức hải bên trong minh tưởng một đôi mắt con mắt là từ rất nhiều phụ văn tạo thành mà minh tưởng ra con mắt về sau chung quanh năng lượng nguyên tố liền bắt đầu đại lượng tiến vào lên thể nội đại lượng năng lượng nguyên tố sau khi tiến vào đang chậm rãi tiêu tán một phần trong đó lưu tại trong thân thể so với sơ cấp minh tưởng pháp Bản này thâm hồng chi động uy lực mạnh mẽ gần 10 lần. Bất quá lên minh bạch, cái này ở mức độ rất lớn là tinh thần lực tăng trưởng cùng lên hồng long huyết mạch nguyên nhân. Nếu như lúc này lại đi khảo thí lên tư chất, liền sẽ phát hiện hắn đã sớm trở thành năm cấp tư chất, thậm chí tư chất sẽ còn theo theo huyết mạch tiếp tục tăng trưởng. Cảm thụ được thể nội lao nhanh huyết mạch, lên có quy luật hô hấp lấy, năng lượng nguyên tố cũng đang không ngừng giao thế nếu như lúc này lấy ra một chút huyết dịch của hắn, liền sẽ phát hiện, eo lên huyết dịch bên trong xuất hiện rõ ràng kim sắc. Theo hô hấp, cái này xóa kim sắc cũng sẽ như ẩn như hiện, cảm thụ được năng lượng nguyên tố tại thể năng cọ rửa, loại này lặp đi lặp lại triều tịch phun trào chậm rãi tăng cường cái này tinh thần lực cùng tố chất thân thể, một tia năng lượng thẩm thấu huyết dịch xương cốt bên trong, cuối cùng biến mất tại thức hải. Thức hải bên trong, tinh thần lực cũng đang thông thả tăng trưởng, khoảng thời gian này, đột phá đến chính thức vu sư, eo lên tinh thần lực sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn, này lại tiếp tục đến nửa năm đến thời gian một năm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Tính ngưỡng thần hy tử vong kỵ sĩ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai, sắc trời có chút tỏa sáng, phương đông chân trời xuất hiện một vòng sáng ngời eo lên đồng hồ sinh học đã đem đánh thức. Giải quyết bữa sáng, tên kia tử vong kỵ sĩ cũng không tại phụ cận. Nhảy lên một tảng đá lớn, eo lên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, xa xa một cái trên ngọn núi, một bóng người quỳ một chân trên đất, trên tay cầm lấy một quyển sách, trảm mã đao cắm ở một bên, sừng trâu mũ giáp buông xuống, đối mặt với mặt trời mới mọc. Một vòng thần hy ánh sáng nhạt ngoan cường xuyên thấu u ám màn trời, rơi vào trên người hắn vong linh chiến mã lẳng lặng đứng lặng ở sau lưng hắn, đầu lâu buông xuống. Gió nhẹ quét, sau lưng màu đỏ sậm áo choàng nhẹ nhàng múa, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lâm vào yên lặng. Chỉ có ngọn núi kia có một chút điểm quang minh, ương ngạnh, cuộc cường, bất khuất. Ellen không biết dùng cái gì lời nói miêu tả cảnh tượng trước mắt, rất bình tĩnh, rất phổ thông hình tượng, Ellen lại cảm thấy nặng dị thường. Cái này tử vong kỵ sĩ tại hướng thần hy cầu nguyện, ngay một khắc này eo trong lòng nhiều một loại rung động. Tiếp xuống, một người một ngựa tiếp tục thuận sơn mạch hành tẩu, hai ngày đi hơn 500 dặm, thế nhưng là cho tới bây giờ trước mắt của hắn vẫn như cũ là mặt đất màu đỏ nâu. Vô số bạch cốt, khắp nơi đều tràn ngập mùi lưu huỳnh, còn có thỉnh thoảng gặp phải những cái kia ác ma. Tử vong kỵ sĩ rất lạnh, mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng là Ellen vẫn là tại cặp kia thỉnh thoảng nhảy vọt hỏa diễm bên trong cảm nhận được một loại quyến luyến mỗi cái sáng sớm hắn đều sẽ đối với thần hy cầu nguyện lúc này ellen mới phát hiện cái này tử vong kỵ sĩ giáp ngực bên trên khắc rõ một cái mặt trời mới mọc cùng bụi gai huy chương cảm giác rất như là giáo hội thánh huy một cái tín ngưỡng thần hy tử vong thánh kỵ sĩ ta nghĩ ta nhất định nhìn lầm là thế giới này điên rồi vẫn là thần hy chi chủ ngay cả vong linh đều có thể tiếp nạp ellen lắc đầu yên lặng đánh giá đến tại thần hy bên trong cầu nguyện tử vong kỵ sĩ. Vẫn như cũ là làm người chán ghét hoàn cảnh, thổ địa thậm chí xuất hiện sa mạc hóa, giữa đồng trống rốt cục xuất hiện không phải ác ma sinh vật, nhưng là Ellen cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng, xuất hiện là ô nhiễm thú. Đây là phổ thông giả thú, lây nhiễm thâm uyên khí tức, tiến tới biến dị, trở thành một loại quái vật. Nơi này ô nhiễm thú đã là chiều sâu ô nhiễm, rất nhiều hoàn toàn nhìn không ra trước kia hình dạng. Mà lại cho tới bây giờ, Elen không có phát hiện hai con đồng dạng ô nhiễm thú, những này ô nhiễm thú tự như là dị dạng dị biến thể, xấu xí, điên cuồng, hỗn loạn, năng lực thiên kỳ bách quái. Giết chết về sau, Elen giải phẫu một cổ thi thể, những quái vật này, thể nội nội tạng rối loạn, năng lượng cũng là hỗn loạn dây dưa đến cùng một chỗ, nếu như Elen không xuất thủ chém giết, ô nhiễm này thú cũng sống không quá bao lâu. Đến mức ô nhiễm thú thịt trên người chất Ellen dùng chip quét nhìn về sau phụ năng lượng vượt chỉ tiêu hơn nửa thoạt nhìn tự như là một đống thịt nhão tản ra cổ quái hương vị quả thực chính là một phần hắc ám xử lý buồn nôn dị thương lệnh ellen tâm tình tốt hơn một chút một chút chính là những cái kia linh hồn thủy tinh trừ âm ảnh vị diện nguyên tố vị diện cùng thâm uyên vị diện chờ nắm chắc vài cái ở ngoài còn lại vật chất vị diện muốn đại lượng đạt được linh hồn tinh thạch cũng không dễ dàng Leo lên tại thư viện trong được từng tới có quan hệ ghi chép, có một đoạn thời gian, Hắc Vu sư để đạt được linh hồn tinh thạch, đem đại lượng nhân loại nuôi nhốt, chờ sinh sôi một chút thời gian liền sẽ đi thu hoạch một nhóm, nhục thể coi như thí nghiệm vật liệu, linh hồn tụ tập lại, chế tác thành linh hồn tinh thạch. Ngay lúc đó Bạch Vu sư một mực bị Hắc Vu sư áp chế, cướp đi học đồ, cướp người miệng, đoạt tài nguyên, cuối cùng mắt thấy Bạch Vu sư triệt để lạc bại, lúc này xuất hiện một cái vượt thời đại phát minh phù văn chiến trận loại này phù văn chiến trận có thể đem vu sư học đồ chính thức vu sư cao cấp vu sư lực lượng liên tiếp cuối cùng hội tụ đến trong đó trên người một người nó vận hành nguyên lý là dùng vu sư học đồ thay thế từng cái cơ sở tiết điểm tạo thành từng cái tiểu trận hình mỗi cái tiểu trận hình dùng một cái chính thức vu sư tiến hành khai thông cùng tụ tập năng lượng sau đó bọn hắn lại đem năng lượng truyền lại cho cao hơn một tầng 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 tiến dần lên Cuối cùng cổ này cực lớn đến cực điểm năng lượng bộc phát ra lực lượng cũng lệnh người sợ hãi. Lúc ấy Vu sư đại lục cường đại nhất hồng bào bí pháp hội, thâm uyên chí viêm, âm ảnh tháp cao, ba cái hắc vu sư tổ chức bị một trận chiến đánh phế, thực hiện một cái kinh thiên đại nghịch chuyển, triệt để kết thúc hắc vu thời đại, gây dựng hiện tại Vu sư liên minh. Bộ này trận pháp cũng đã trở thành Vu sư liên minh cơ mật tối cao. Biết lý luận tri thức rất nhiều người nhưng là thao tác mới biết được độ khó đến cùng cao bao nhiêu đơn giản nhất một vấn đề năng lượng cân bằng toàn bộ phù văn chiến trận năng lượng nhất định phải cân bằng mặc kệ tiết điểm kia bên trên năng lượng tướng vị nhất định phải tại một con số giá trị phạm vi bên trong không phải nhiều như vậy năng lượng tiết điểm không ngừng phóng đại dưới rất nhỏ một con số giá trị đều sẽ biến thành một cái khoa trương số lượng phù văn chiến trận liền sẽ nháy mắt sụp đổ giải quyết vấn đề này còn có một cái cơ bản vấn đề năng lượng truyền thâu bên trong hao tổn chiến trận càng lớn năng lượng truyền thâu quá trình bên trong hao tổn liền càng sợ người nếu như không giải quyết được vấn đề này chính là phụ văn chiến trận tổ kiến hoàn thành nhưng là khả năng cung cấp năng lượng cũng là mười phần có hạn có đôi khi thậm chí còn không bằng nguyên bản một người nhiều còn lại giống như là năng lượng bài xích vấn đề năng lượng đẳng cấp vấn đề nhiều loại năng lượng dung hợp vấn đề chờ chút cho nên cái này phù văn chiến trận sáng tạo ra đến, quả thực chính là một cái kỳ tích. Hắc Vu sư thu thập linh hồn tinh thạch, tác dụng rất lớn chính là luyện chế cao cấp linh hồn tinh thạch, loại thứ này cực kỳ khan hiếm tài nguyên, rất nhiều cao cấp pháp thuật tạo vật đều cần, nâng một cái đơn giản ví dụ, tháp linh, loại này cao cấp vu sư tháp thiết yếu quản lý tự động người, liền cần phẩm chất cao linh hồn tinh thạch. Mà lại rất nhiều Hắc Vu sư còn sử dụng linh hồn tinh thạch luyện chế ma dược, những này điên cuồng hát vu sư chế tạo rất nhiều nghe rợn cả người dược tệ. Tại vu sư giới có một loại đột phá chính thức vu sư tỷ lệ cao nhất một loại dược tệ, tử linh kêu gọi dược tệ. Loại này dược tệ phối phương chính là cần mấy viên linh hồn tinh thạch làm chủ liệu, lại thêm vào tử linh hoa mấy loại trân quý dược liệu, chế tác thành, chỉ cần phục dụng loại này dược tệ, có thể còn sống chống nổi đến, liền nhất định tiến giai chính thức vu sư, mà thất bại chính là linh hồn sụp đổ bị tử linh kêu gọi dược tề biến thành ngớ ngẩn. Loại này dược tề đã bị vu sư liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bởi vì luyện chế một lần, chỉ ít cần mấy vạn linh hồn của con người. Vu sư mặc dù không đem người bình thường tính mệnh để ở trong lòng, nhưng là loại này tố pháp đã uy hiếp đến vu sư văn minh kéo dài. Không thể sử dụng loại phương pháp này về sau, các vu sư liền bắt đầu đi một chút thừa thải linh hồn tinh thạch vị diện thu thập, trước hết nhất đi chính là nguyên tố vị diện, bất quá nguyên tố vị diện nguy hiểm quá cao, các loại nguyên tố bán thần, nguyên tố lãnh chúa, bốn loại nguyên tố trưởng lão, lực lượng thấp nhất đều là truyền kỳ, mức độ nguy hiểm quá cao. Âm ảnh vị diện bên trong, các loại quái vật cũng có thể mặc phi thuyền âm ảnh, đi sang độ khó quá lớn, thâm nguyên vị diện là nguy hiểm nhất một cái, hắn xâm lược tính tối cao, nếu như bị bọn hắn công phá vị diện bình chướng, châu chấu ác ma quân đoàn sẽ triệt để chiếm lĩnh cái này vị diện cho nên vu sư thế giới linh hồn tinh thạch giá cả rất cao. Đến mức dùng linh hồn tinh thạch luyện chế tử linh kêu gọi dược tệ, loại này lãng phí hành vi càng là không có vu sư sẽ làm như vậy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Vu yêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sau một ngày, Lên đi tới một cái sân khẩu, nơi này trước kia là một cái cứ điểm, rộng lượng sơn khẩu chừng hai cây số rộng, một tòa phế tích quan khẩu vắt ngang phía trước. Tới gần phế tích, rộng lượng cứ điểm nền tảng chừng rộng vài chục thước, còn sót lại tháp lâu đỉnh chóc thiếu thốn, lúc này còn có cao 30 mét, nơi này nhìn xuống di tích, eo lên suy đoán, cái này quan khẩu hoàn hảo thời điểm chừng tường thành ít nhất phải 40 mét. Chuyển đổi thành tầng lầu, chỉ ít 15 tầng lầu, hùng vĩ như vậy quan ải, hiện tại đã trở thành phế tích có thể tưởng tượng một chút lúc trước cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt lúc này một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại phế tích bên trong đột nhiên xuất hiện bóng người này cũng không có gây nên vị nào tử vong kỵ sĩ ngoài ý muốn đi vào cái này về sau lúc này mới phát hiện bóng người này lại là một vị vu yêu tới gần về sau eo lên thế mà không có từ tên này vu yêu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng kể từ đó trong lòng càng là kinh hãi nếu như không có đoán sai đây chính là một vị truyền kỳ cấp độ vu yêu một kiện nhìn qua rất phổ thông màu đen mũ trùng vu sư bào trong tay pháp trượng là một cây cột sống pháp trượng đầu là mọc ra hai cái sừng khô lâu khô lâu răng nanh lộ ra ngoài hai con trống rỗng hốc mắt sâu kín nhìn chằm chằm eo lên đây là một cái chờ tỷ lệ thu nhỏ cao cấp đại ác ma đầu loại trang phục này nhìn một cái chính là một cái nhân vật phản diện đại bốt uganda đã lâu không gặp một cái giống như từ sâu trong linh hồn truyền đến thanh âm bừng tỉnh eo lên. Benda Các hạ, ngài tốt. Cùng eo lên đồng hành tử vong kỵ sĩ cúi đầu xoa ngực hành lễ nói, "Có thể hay không đem cái này tiểu pháp sư giao cho ta, ta có nhiều thứ muốn giao cho hắn." Tên là Benda Vu yêu hỏi, "Có thể, lúc đầu ta là nghĩ tiễn hắn rời đi tiên huyết hoang địa, bất quá Benda Các hạ có chuyện tìm hắn, vậy liền xin nhờ ngài." Uganda không có phản đối, lẳng lặng đứng vững. Eo lên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, làm không rõ ràng cái này vu yêu tìm tự mình làm cái gì, bất quá hẳn không có nguy hiểm, bất quá lúc nào vong linh đối với nhân loại như thế hữu hảo. Tốt, tiểu tử, đừng nghĩ, lần này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đi theo ta. Benda hơi nhấc ngón tay, lộ ra chỉ còn lại một tầng khô quắc làn da bàn tay, sau đó một đường linh quang lấp lóe, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là vị nào vu yêu. Uganda, ta đi trước. Nói cùng tên kia tử vong kỵ sĩ đánh lấy cái bắt chuyện, một đường truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, hai người đã xuất hiện tại một cái pháp sư tháp bên trong. Eo lên đầu ván mắt hoa dựa vào ghế, loại này tự ly xa truyền tống di chứng rất lớn, tên kia vu yêu cũng không có đi quản eo lên, chỉ là tự mình nói tới nói lui. Ta biết, ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, cái này trong những ngày kế tiếp, ta sẽ cho ngươi đáp án bất quá bây giờ, ngươi cần nghiêm túc nghe ta nói. Bất quá tiếp xuống một câu liền để eo lên hải hùng khiếp vía. Ngươi dựa vào nên vượt vị diện truyền tống tới A, à, không cần giật mình như vậy, ta là tiên đoán học phái sở trường, ta vốn là tại tiên huyết hoang địa dự đoán lần sau ác ma tiến công thời gian, ngươi đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu được ta dự ngôn thuật, mặc dù nó thường xuyên phạm sai lầm, nhưng là ngươi cách ta khoảng cách thực sự quá gần. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền phát hiện ngươi cùng thế giới này khác biệt, thế giới này không có vị nào người thi pháp có thể đem nhục thể rèn luyện đến tình trạng như thế. Không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không đi xâm lấn ngươi chỗ thế giới, trên thực tế, chúng ta đã nhanh muốn thủ không được gia viên của mình. Cái này gọi Benda Vu yêu nói tới chỗ này một trận trầm mặt, liền ngay cả trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đều có chút ảm đạm. Ellen đang nghe cam đoan của hắn sau, cũng không có yên tâm, chỉ là loại tình huống này, hắn không có chút nào sức phản kháng. Đành phải trầm mặt không nói, lặng lặng chờ ở cái này vu yêu lợi kế tiếp. Ha ha, người đã già, liền dễ dàng hồi tưởng lại qua, để cho ngươi chờ lâu. Lấy lại tinh thần vu yêu kịp phản ứng. Truyền kỳ vu yêu sẽ còn lão, ha ha. Eo lên trong lòng nhã rảnh đến. Không biết vì cái gì, tại ta phát hiện ngươi thời điểm, ta liền có loại dự cảm, trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ giúp chúng ta một đại ân mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng là tiên đoán học phái nhiều khi chỉ có một cái mơ hồ đáp án thế giới này đã dị thường nguy hiểm ta không biết ngươi từ đâu tới đây cũng không quan tâm ngươi từ đâu tới đây nhưng là ta hy vọng nếu có một ngày thâm uyên ác ma quân đoàn lần nữa giáng lâm ngươi có thể đứng tại chúng ta trên chiến tuyến nói xong cái này cường đại vu yêu cũng không lại nói tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời kia là một cái cố định viên quan thuộc hình tượng, hình tượng bên trong là ống ánh khắp nơi tinh không. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta chỗ này tri thức tin tưởng ngươi sẽ thích. Ellen lưu lại, cái này vu yêu cũng không có ác ý không, rất là có thể nói, hắn mang theo cực lớn thiện ý đối với cái này vu yêu, Ellen cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng là đối với vu yêu học thức lại là cực kỳ bội phục. Tòa này vu sư tháp có cao 7 tầng, một tầng là phòng tiếp khách, tầng 2 là eo chỗ ở cùng phòng chứa đồ, 3 tầng là thư viện cùng vườn sinh thái. 4 tầng là nguyên tố ao, 5 tầng là một cái phòng thí nghiệm, cũng là sân huấn luyện. 6 tầng là phòng minh tưởng, 7 tầng chính là quan tinh tháp. Tòa này vu sư tháp đối với Elen mở ra rất nhiều quyền hạn, bất quá khẩn yếu địa phương cũng không có mở ra, tỉ như nguyên tố ao, bất quá toàn bộ vu sư tháp nồng độ nguyên tố cao lệnh người giận sôi, Ellen ở đây như cá gặp nước minh tưởng tiến bộ rất nhanh. Đến mức pháp thuật mô bản, truyền kỳ người thi pháp tất giữ càng là phong phú, Benda trực tiếp mở ra thư viện, đối mặt loại tình huống này Ellen cũng không có già mồm. Hiện tại không có tự do, nhưng là rất an toàn, trừ không thể rời đi, cũng không có những hạn chế khác, Ellen đành phải an tâm học tập các loại tri thức. Truyền kỳ vu yêu thư viện đại vượt qua Ellen tưởng tượng, đủ loại thư tịch chất đầy giá sách, các loại pháp thuật linh lan đầy rẫy, thô sơ giảng lược tính ra liền có trên trăm cái, từ cấp một pháp thuật đến truyền kỳ pháp thuật đều có. Vẹn vẹn những pháp thuật này chính là một bút không thể lường được tài phú, đã có cơ hội tìm được, eo lên một chút cũng không có khách khí, toàn bộ dùng chip ghi chép lại. Các loại nghiên cứu tư liệu cũng có rất nhiều, eo lên dùng chip quét hình về sau, chứa đựng, sau đó lại nghỉ ngơi thời điểm để chip đem phân tích về sau tư liệu truyền vào não hải thế giới này lực lượng thể hệ phân chia càng tinh tế hơn từ người bình thường đến truyền kỳ phân chia 20 cấp bậc truyền kỳ chính là 20 cấp elen El cấp một vu sư đẳng cấp tương đương với thế giới này 7 cấp tả hữu nhưng là thực lực của hắn xa không phải 7 cấp có thể so sánh với benda cũng không có giáo sư elen El pháp thuật các loại pháp thuật đều cần elen El bản thân đi học tập hắn mỗi ngày đến dạy bảo elen El đại lượng pháp thuật lý luận tri thức thế giới này áo thuật pháp sư trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều vu sư đại lục. Vu sư đối với lực lượng điều khiển còn quá thô cuồng, quy lực không tầm thường, Deadby liền muốn tinh tế một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Deadby Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Eo thiên phú của ngươi là ta gặp được người bên trong tốt nhất một trong, nhưng là pháp sư cho tới bây giờ cũng không phải là thiên phú tốt liền nhất định có thể trở thành cường giả. Kể từ cùng thâm uyên khai chiến về sau, vẫn lạc thiên tài cùng anh hùng nhiều vô số kể, chỉ có còn sống xuống tới mới có cơ hội. Theo tiếp xúc, Elen biết vị này Benda vu sư lại là là tại dạy dỗ bản thân, đối với cơ hội này Elen là dị thường trân quý. Một vị thi pháp đẳng cấp 20 cấp trở lên truyền kỳ pháp sư, cái này đãi ngộ người bình thường căn bản trải nghiệm không đến dĩ vãng eo càng nhiều thời điểm dựa vào tự học, có nhiều vấn đề là tại trả tiền chương trình học thời điểm thỉnh giáo những cái kia chính thức vu sư. Nhưng là những cái kia vu sư làm sao cũng so ra kém Benda, giảng bài tốc độ rất nhanh, bởi vì có chip phụ trợ, eo lên năng lực tiếp nhận để Benda kinh ngạc. Đạo sư, vị nào hộ tống ta tử vong kỵ sĩ là ai? Ở chung lâu, eo lên bắt đầu tán dương hỏi cái này chút vấn đề. Nghe được eo hỏi thăm, Benda có chút trầm mặt, khiêu động linh hồn chi hỏa bên trong, Elen El cảm nhận được một loại thật sâu thương cảm. Elen El không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ ở. Uganda là đế quốc thánh kỵ sĩ, đã từng thiết bích kỵ sĩ. Benda sửa sang lại pháp sư bào, có chút hoài niệm nói đến. Thâm nguyên xâm lấn, hắn là xuất lĩnh nhân loại liên quân ngăn cản ác ma anh hùng một trong. Bỏ mình tại Tây Bộ Hoang Nguyên chi chiến, cũng chính là hiện tại tiên huyết Hoang Nguyên, Trận chiến kia mấy chục vạn nhân loại quân đoàn chiến tử tại Bình Nguyên phía trên, chỉ có chút ít không đủ ngàn người sống trở về. Benda thanh âm có chút trầm thấp. ellen cảm thấy mình vị đạo sư này cùng Uganda hẳn là rất quen thuộc. Sinh hoạt ở nơi nào thú nhân để lực lượng gia nhập thâm nguyên, trừ số rất ít bộ lạc không có tiếp nhận ở ngoài, cái khác đại bộ phận tiếp nhận thâm nguyên lực lượng. Sau đó kiến tạo truyền tống trận, dẫn đạo ác ma tiến vào Debbie thế giới. Uganda chính là tại tiên huyết hoang nguyên cùng thâm nguyên tiến hành lần thứ nhất huyết chiến. Benda phát ra thở dài một tiếng. Chậm rãi nói. Sâu xa lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, làm nhân loại chúng ta chiếm tuyệt đại lục tuyệt đại bộ phận khu vực, đế quốc chiếm cứ nhất đất đai phì nhiêu, thú nhân bị áp chế tại tiên huyết hoang nguyên, tinh linh giam cầm tại tinh linh chi sâm, ải nhân bị chạy tới đi biết sơn mạch, xài lang nhân tích dịch nhân càng là chỉ có thể tại đầm lầy kéo dài hơi tàn. Ngưu đầu nhân, giả mang nhân bị xua đuổi đến Bắc địa băng nguyên. Giảng thuật đế quốc đã từng huy hoàng, mặc dù chỉ còn lại khô lâu Benda nhìn không ra biểu lộ, nhưng là eo lên người cảm nhận được hắn trong giọng nói một màn kia kiêu ngạo. Tại trận chiến tranh này bộc phát sau, nhân loại hướng chủng tộc khác cầu viện, nhưng là những này chủng tộc lúc ấy cũng không để ý tới nhân loại đế quốc thỉnh cầu. Tiếp xuống mấy chục năm bên trong, nhân loại đế quốc chỉ có thể một mình đối kháng thâm quyên cái này khiến chúng ta đã mất đi tại thâm uyên xâm lấn lúc đầu các đức thâm nguyên nanh vuốt tốt nhất thời kỳ phía sau lịch sử benda cũng không tiếp tục đi kể ra loại kia hồi ức tràn đầy máu tươi cùng đau xót tiên huyết hoang nguyên chi chiến vẽn vẹn trì hoãn một đoạn thời gian thâm nguyên ác ma tiên phong cùng tiếp nhận thâm uyên lực lượng thú nhân mặc dù bị tiêu diệt hơn phân nữa nhưng là bọn chúng thành công ở cái thế giới này thành lập một tòa cự đại ác ma chi môn vô số ác ma quân đoàn chen chúc mà ra sau đó hỗn hợp thú nhân cùng một chỗ hướng cái này vị diện nhân loại đế quốc khai chiến loại nguy cơ này thời khắc thần linh vẹn vẹn ban cho thần quyến giả lực lượng cũng không có cung cấp quá nhiều trợ giúp bởi vì vặn vẹo sâu trong hư không nguyên hải phát sinh một cái biến cố một cổ cường đại năng lượng ba động quấy nhiễu được chư thần thần quốc chư thần lực lượng đều dùng tại đối kháng cái này cơn bão năng lượng bên trên không có vị nào thần linh rút tay ra ngoài trợ giúp nhân loại, chỉ có vài vị cường đại thần lực thần linh ban cho thần quyến giả lực lượng. Cái này chỗ vắng vẻ vị diện bị chư thần từ bỏ, nhân loại rốt cục vẫn là cần nhờ bản thân. Như châu chấu đợi đến ác ma quân đoàn nhào về phía nhân loại đế quốc. Canga sơn mạch, thế giới nóc nhà, tòa này quan ải bị song phương đại chiến trực tiếp hủy diệt. Vô số nhân loại quân đoàn cùng ác ma quân đoàn ở đây chém giết. Trực tiếp đem nguyên bản Tây Bộ vùng bỏ hoang biến thành hiện tại tiên huyết hoang địa. Cái này đến cái khác thiên tài, anh hùng, vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này, cuối cùng ác ma triệu hoáng viêm ma quân đoàn hóa thành thiên thạch hủy diệt Kanga Hùng Quang. Nhân loại bắt đầu từ Kanga núi sau phòng tuyến rút lui, hơn nghìn dặm thổ địa hóa thành đất cằn sỏi đá. Đám ác ma hướng đại địa rót vào thăm nguyên lực lượng, lây nhiễm mảnh đất này. Chiến tranh cũng không có kết thúc. Chính đại kỵ sĩ đoàn dục huyết phấn chiến, toàn bộ chiến tử, tứ đại pháp sư học viện Liên Thủ thi triển băng phong vạn dặm, mang theo ác ma quân đoàn cùng một nửa nhân loại đế quốc đồng quy vu tận. Anh hùng thân ảnh một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Bọn hắn nghĩa vô phản cố tuân theo cái này con đường của mình, làm thủ hộ cái này Huy Hoàng văn minh thẳng đến một khắc cuối cùng. Các cái khác chủng tộc kịp phản ứng, tạo thành liên quân đến đây chi viện thời điểm, đã quá muộn, Huy Hoàng nhân loại đế quốc đã sụp đổ đã mất đi hơn phân nửa thổ địa, một nửa nhân khẩu, vượt qua bảy thành quân đội, vô số anh hùng. Thương vong thảm trọng pháp sư nhóm bắt đầu chuyển hóa thành vu yêu, một nhóm lớn chiến tử kỵ sĩ cũng mượn nhờ vu yêu tử vong lực lượng một lần nữa về tới nơi này, tiếp tục cùng ác ma quân đoàn huyết chiến. Ngày xưa anh hùng chuyển hóa thành cường đại tử vong kỵ sĩ. Lại lần nữa đứng lên cùng ác ma chiến đấu, rốt cục bị bắt lại cơ hội phá hủy đi ác ma chi môn liên quân thắng được tạm thời thắng lợi đã bị thâm quyên lực lượng ăn mòn vị diện che đậy ngăn chặn không được ác ma xâm nhập ác ma tại thâm quyên tiếp tục tích xúc lực lượng tùy thời chuẩn bị xuống một lần xâm lấn mà bị thâm quyên ăn mòn thổ địa thỉnh thoảng liền sẽ có cấp thấp trung cấp ác ma xuất hiện ô nhiễm đại địa không còn thích hợp nhân loại ở lại số lớn nạn dân rút lui đi về phía nam mới đế quốc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Mấy cái chủng tộc bị ác ma trực tiếp trên đại lục xóa đi. Đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc đều trả giá nặng nề, tạm thời thắng lợi không có để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, tại Canga sơn mạch hậu phương, một tòa sắt thép cứ điểm xuất hiện ở chỗ nào. Các chủng tộc liên quân đóng tại này. Dấn thân vào Tử Vong Tử Vong kỵ sĩ cùng Vu Yêu đóng tại Tiên Huyết Hoang Địa. Không ngừng thanh trước các loại ác ma. Đến mức ai đúng ai sai đã không có tất yếu đi truy cứu. Giữ vững nơi này mới là chuyện khẩn yếu nhất. Rất nhiều thứ Benda cũng không có nói, dù sao cái kia thảm liệt thời đại quá mức thương cảm. Rất nhiều đều là Elen tại thư viện tìm tới đáp án. Trong thế giới này, người thi pháp tỷ lệ ngoài dự liệu cao, Elen tính toán dưới, thế giới này người thi pháp tổng số có thể là vô sư thế giới mười mấy lần, nhiều như vậy người thi pháp, rõ ràng không bình thường. Elen nghiên cứu thế giới này pháp thuật tìm được một cái khả năng đáp án, ma võng. Đầu tiên Ellen nghiên cứu chính là minh tưởng pháp, nơi này minh tưởng pháp cùng vu sư minh tưởng pháp khác biệt rất lớn, cao cấp minh tưởng pháp, nơi này đều có mấy loại, Ellen tra xét về sau, đi qua cùng vu sư vị diện cao cấp minh tưởng pháp so sánh phát hiện, thế giới này minh tưởng pháp cũng không chú trọng nhục thân rèn luyện. Tại vu sư thế giới người thi pháp minh tưởng pháp làm có thể rèn luyện nhục thân, là thân thể có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng nguyên tố. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79. Pháp thuật sở trường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Debbie thế giới pháp sư mượn nhờ ma vọng đến thi triển pháp thuật, cho nên Minh tưởng pháp chủ yếu rèn luyện tinh thần lực lượng. Trên tổng thể đến nói, cùng một cấp bậc vu sư có thể một cái đánh nơi này hai đến ba cái nhưng là nơi này minh tưởng pháp tu luyện độ khó so với vu sư thế giới thấp rất nhiều. Từ bỏ nhục thân cường độ, tiến giai tốc độ viễn siêu vu sư. Thế giới này có được ma võng, tất cả người thi pháp đều là mượn nhờ ma võng đến thi triển pháp thuật. Elen khi hiểu được những này sau, cũng tiếp xúc ma võng. Sau đó liền thu được vài cái pháp thuật vị, mỗi pháp thuật vị mỗi ngày có thể ghi chép một cái pháp thuật, ngày thứ hai sẽ thiết lập lại, mỗi cái pháp thuật thế năng phóng thích một cái pháp thuật lên lần thứ nhất tiếp xúc cái này thần kỳ ma võng, cái này ma võng có thể giảm mạnh thi pháp hạng cuối. Vu sư phóng thích pháp thuật là mượn nhờ tự thân năng lượng để hoàn thành thi pháp, thi triển pháp thuật thời điểm cần cấu trúc pháp thuật mô hình, mà thế giới này lại không cần như thế. Ma võng tồn tại có thể thay thế hắn a à cấu trúc pháp thuật mô hình, chỉ cần nỗ lực tinh thần lực liền có thể dẫn động pháp thuật phóng thích. Bất quá phương pháp này cũng có tính hạn chế, đó chính là pháp thuật vị mỗi người tại ma võng pháp thuộc vị là có hạn, mỗi cái pháp thuật vị mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần. Vu sư phương thức không cần ma võng, phóng thích số lần cùng tự thân pháp lực bao nhiêu tinh thần lực dồi dào có quan hệ, chỉ cần có tinh thần lực cùng pháp lực liền có thể thi triển. Song phương đều có ưu khuyết. Elen El đạt được minh tưởng pháp liền để chip tiêu tốn rất nhiều thời gian tới suy đoán, chuẩn bị lại lần nữa hoàn thiện ra một cái thích hợp chính hắn minh tưởng pháp trước kia là tư liệu quá ít từ đạo sư benda nơi này đạt được đại lượng tư liệu ellen liền đem chuyện này nâng lên nhật trình hôm nay ta muốn giảng nội dung rất trọng yếu cái này tiết khóa chính là thi pháp kỹ xảo ngươi thi pháp kỹ xảo quan hệ đến ngươi thi triển ra pháp thuật hiệu quả ngươi nắm giữ thi pháp kỹ xảo càng nhiều thực lực của ngươi liền càng phát ra cường đại cũng tỷ như cấp thấp nhất thứ cấp pháp thuật thuấn phát nắm giữ cái kỹ xảo này những cái kia không vòng pháp thuật cơ bản đều có thể thuấn phát đương nhiên cái kỹ xảo này rất đơn giản, ngươi cũng đã nắm giữ, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, đây chỉ là cơ sở. Benda nghiêm túc giảng giải cái này hắn nắm giữ thi pháp kỹ xảo, nhiều khi, học viện phái cùng chiến đấu vu sư khác biệt nằm ở chỗ nắm giữ thi pháp trên kỹ xảo, đồng dạng đẳng cấp vu sư, thi pháp kỹ xảo nắm giữ càng nhiều, sức chiến đấu liền càng mạnh. Theo người thi pháp áo thuật tri thức tăng trưởng, đối với pháp thuật ban sơ thiết kế hoặc hắn ban sơ học được thi pháp phương thức, hắn có thể học được lấy hơi khác biệt phương thức thi pháp. Lấy cái kia loại thi pháp phương thức chuẩn bị cùng thi triển pháp thuật sẽ so với bình thường càng khó khăn, nhưng bằng mượn thi pháp kỹ xảo, đã trở thành sự thật. Loại kỹ xảo này nếu không thay đổi pháp thuật tình huống dưới, sẽ thu hoạch được ngoài định mức hiệu quả, tỷ như pháp thuật xuyên thấu, pháp thuật cường hiệu, pháp thuật thuấn phát các loại. Tại ngũ hoàng tháp cao bên trong, những này thi pháp kỹ xảo muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng mà lại có một ít kỹ xảo là ngũ hoàng tháp cao không có, Elen El như đói như khác học tập những kiến thức này. Thư viện thư tịch rất nhiều, Elen El tìm được liên quan tới thế giới này miêu tả, những người của thế giới này xưng hô nàng là Debbie, thế giới này xưng hô người thi pháp làm pháp sư, hoặc là áo thuật sư. Bọn hắn tự xưng là một cái áo thuật đế quốc di dân, tại tư liệu trong miêu tả, áo thuật đế quốc có được huy hoàng pháp thuật văn minh, cường thịnh nhất thời điểm có được hơn 10 vị đại áo thuật sư mỗi một cái đại áo thuật sư đều có được một tòa phù không thành. Đối với phù không thành khái niệm, Elen El trước kia tại vu sư thế giới chưa từng có nghe nói qua, vẹn vẹn chỉ nghe được qua lơ lửng tháp. Mà mỗi một tòa phù không thành đều là từ mười mấy cái lơ lửng tháp xây dựng một tòa thiên không chi thành. Khoảng chừng trong thư tịch miêu tả, liền để Elen El vì đó hướng về, tiếp xuống ghi chép càng là lệnh Elen El trận mắt hốc mồm, cái này áo thuật đế quốc lại là vượt ngang mấy chục cái vị diện siêu cấp đế quốc có được phù không thành đại áo thuật sư là có thể cùng thần linh nói chuyện ngang hàng cường giả cường thịnh áo thuật đế quốc thế mà từ thâm nguyên trong tay ngành sinh sinh cướp được mấy cái vị diện khổng lồ phù không thành nhiều vô số kẻ cấu trang khôi lỗi quân đoàn đem thâm nguyên thượng tầng vị diện triệt để chiếm lĩnh sau đó rót vào năng lượng đem những này vị diện một lần nữa cải tạo thích ứng nhân loại ở lại hoàn cảnh thâm nguyên cường đại cỡ nào eo lên cũng không rõ ràng nhưng là hắn biết đoạn thời gian trước đụng phải ác ma tại thâm uyên bên trong đều là pháo hôi mà mỗi một tầng thâm uyên ác ma chi chủ đều là bằng được thần linh cường giả có thể phản công thâm uyên có thể nghĩ những áo thuật sư này cường đại đẹp bi cái này vị diện là áo thuật đế quốc sụp đổ kế tục nhận bọn hắn chút ít di sản phát triển thế giới này cũng thành lập một cái huy hoàng pháp thuật văn minh ma võng lơ lửng tháp cấu trang khôi lỗi đều đã nghiên cứu ra đến phù không thành mặc dù không có thành công chế tạo ra, nhưng là đã hoàn thiện đại bộ phận lý luận tri thức. Chỉ là tại sắp tiến vào phù không thành thời đại, bị thâm nguyên xâm lấn, cường đại như thế đế quốc, tại cùng thâm nguyên chiến đấu thời gian mấy chục năm ầm vang sụp đổ. Đối với thâm nguyên lực lượng, Elen El lúc này mới có một cái khác sâu nhận biết. Dựa theo chip tính toán, xuyên qua tiêu hao năng lượng cũng không tính khổng lồ. Cho nên vu sư vị diện khoảng cách cái này vị diện cũng không xa, vu sư thế giới chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một chút ác ma, rất nhanh liền sẽ bị các vu sư thanh trừ hết. Ellen cảm thấy vu sư thế giới chỉ là thâm uyên thăm dò, rất có thể tại đem thế giới này sau khi thôn phệ, mục tiêu kế tiếp chính là vu sư thế giới. Mặc dù dựa theo thời gian tính toán, thâm uyên xâm lấn vu sư thế giới ít nhất cũng phải tại sau 200 năm, nhưng là vu sư thế giới nhưng không có đép bi nội tình, may mắn có vị diện che đậy bảo hộ, không phải nhiều như châu chấu thâm uyên ác ma quân đoàn rất nhanh liền sẽ chiếm lĩnh toàn bộ vị diện. Vu sư tháp vị trí cũng không phải là chủ vị diện, nơi này là Benda tư nhân nửa vị diện, eo lên tại sinh sống hai tháng về sau, rốt cục đi ra Vu sư tháp, nhìn thấy cảnh tượng ra ngoài ý định. Nơi này là một cái loại cực lớn vườn sinh thái, trên bầu trời không có tinh tinh cũng không có mặt trời, thay thế ánh nắng chính là một cái nhân tạo áo thuộc mặt trời, kia là một cái cự đại quan cầu, nửa vị diện không lớn, nhưng là chứa đựng một tòa thành thị dư xài. Hiện tại nơi này ở lại không chỉ là Benda cùng Ellen, còn có thật nhiều cái khác vu yêu cùng tử vong kỵ sĩ. Lại lần nữa từ tử vong bò lại tới vong linh đem nơi này trở thành một cái căn cứ. Một bên tăng cường thực lực, một bên thanh trước tiên huyết hoang nguyên các loại ác ma. Nơi này còn bảo lưu lại rất nhiều ma pháp sinh vật, có chuyên môn chăn nuôi căn cứ, trên mặt đất khắc họa rất nhiều phù văn trận, eo lên vẻn vẹn dùng chip cảm giác một chút, liền cảm giác được trong đó bồng bột năng lượng ellen lại tới đây là muốn luyện tập nắm giữ kỹ xảo nơi này có rất nhiều ma hóa sinh vật đầy đủ hắn luyện tập sử dụng nhưng là đối với những cái kia địa phương nguy hiểm đến nói nơi này chỉ có thể coi là một cái nhập môn rèn luyện nơi chốn điều thấp đi ra vu sư tháp sửa sang lại phục sức ellen cảm thụ dưới nơi này nồng độ nguyên tố so với ngũ hoàng tháp cao vườn cây bên trong cũng cao hơn bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Vu yêu bán vị diện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên bầu trời trống rỗng chỉ có một cái bóng đèn lớn, những này pháp sư thẩm mỹ thật sự là kỳ quái, như thế đại bán vị diện đều cải tạo hoàn thành, làm sao không tại thiên không bố trí. Làm một cái bóng đèn lớn đến chiếu sáng, quá qua loa. Bán vị diện biên giới nổi lên có chút tử sắc, một đường bình chướng đem bán vị diện bao vây lại. Nhìn xem tự như là đi thẳng liền có thể đều đi qua, kỳ thật bên trong có tầng thứ hai vòng phòng hộ, đem toàn bộ vườn sinh thái bảo vệ, duy trì lấy nội bộ sinh thái cân bằng. Giọt Quét hình đến phóng xạ lập trường, cường độ, nhược đẳng, tính nguy hại, thấp, nồng độ nguyên tố. 21. Chứa oxy lượng 27%, nhiệt độ 38 độ sau khi tiến vào, chip liền bắt đầu nhắc nhở trong này hoàn cảnh, cao như vậy chứa oxy lượng cùng nồng độ nguyên tố, đối với cỡ lớn ma hóa sinh vật sinh tồn rất có ích lợi. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Dưới chân chất đóng thật dày lá rụng, dẫm lên trên kẻo kẹt trung động. Trung quanh sinh trưởng chính là cao lớn thực vật hạt trần, loài dương sĩ dị thường ung tùm, cái này vườn cây tự như là một cái viễn cổ thế giới. Từng cây cây vân sam dáng dấp dị thường cao lớn, Chịp quét hình qua, phát hiện đây đã là ma hóa giống loài, thân cây tản ra yếu ớt nguyên tố khí tức. Càng có hơn trăm mét đại thụ che trời che khuất bầu trời. Cách đó không xa lùm cây đột nhiên vẫn là lắc lư, thanh âm càng phát ra gấp rút. chip màu lam nhạt trên bản đồ xuất hiện một cái rất lớn điểm đỏ, eo lên đem một thanh pháp trượng lấy ra ngoài. Mảnh mã tượng Không đúng, mảnh mã tượng nhưng không có mạnh như vậy năng lượng phản ứng. Eo lên trong tay pháp trượng dơ lên, một cái quái vật định thân thuật, nháy mắt ném ra ngoài. Nháy mắt chuẩn bị công kích mảnh mã tượng ổn định ở nguyên địa. Chi. Quét hình một chút. Một đường con mắt không thấy được lam sắc quan màn khuếch tán ra, chẳng những đem đầu kia mảnh mã tượng quét hình đi vào, liền ngay cả chung quanh thực vật cũng quét nhìn một lần. Màu lam trên bản đồ nháy mắt toát ra 10 cái điểm đỏ. Thét lên nữ yêu, mạng đà la, hoa ăn thịt người, kim ngân thảo, ninh thần hoa, vũ linh cỏ. Mười cái hình ảnh hiển lộ ra, mà cái kia mảnh mã tượng số liệu đã thu thập đến. Chủng tộc Mảnh mã tượng thân cao 4.7 mét thể trọng 15 tấn lực lượng 25 thể chất 28 nhanh nhẹn 6. Nhìn thấy nó thuộc tính, Ellen cũng là âm thầm giật mình, lực lượng rất mạnh, bất quá pháp thuật kháng tính rất nhẹ, vu sư học đồ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá nhục thể cường hoành, nhìn thấy đây là nhục thể tiến hóa. Giải trừ pháp thuật, đầu này mảnh mã tượng giống như là gặp được người xấu tiểu cô nương, quay đầu liền chạy, không dám mảy may dựng lại. Tiện tay đem chung quanh thành thuộc ma hóa thực vật đào được, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, trên đường đi eo lên đụng phải rất nhiều ma hóa động vật, nhất là một con địa hành long, giống như một con tiểu tượng dáng người, tốc độ rất nhanh, khoác trên người một tầng thật dày lân giáp có thể sử dụng lông tức phun ra mặc dù so ra kém lên lên lông tức phun ra nhưng là tổn thương cũng tiếp cận cấp một pháp thuật uy lực một cái quái vật mị hoặc thuật lên liền đem địa hình long khống chế được sau đó đặt mông ngồi lên địa hình long rộng lượng phần lưng loại sinh vật này trong rừng rậm hành tẩu mạnh mẽ đâm tới hành tẩu tốc độ không có chút nào chậm chỉ chốc lát liền xuyên qua vùng rừng rậm này đi tới một cái thung lũng, nhảy xuống địa hình lông, để nó bản thân rời đi, giải trừ mị hoặc thuật. Vườn sinh thái phạm vi rất lớn, lần này vẻn vẹn ở ngoại vi, trên bầu trời bay qua mấy cái sư thứ, không nghĩ tới nơi này cũng nuôi dưỡng loại này phi hành thú, vừa mới rời đi xăm bên trong, eo lên chip liền quét hình ra rất nhiều cỡ lớn họ chó động vật. Những này động vật lặng lẽ đem eo bao vây lại, eo lên bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên, đột nhiên một sói tru truyền đến, chung quanh trực tiếp xông tới mười mấy con khủng lan. Khủng lan, cỡ lớn họ chó, lực lượng cường đại, tính tình hung tàn, lực cắn kinh người, quần cư hoạt động. Loại này khủng lan chừng một mét năm độ cao, toàn thân tông màu nâu da lông, xanh mơn mỡn con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm eo lên, sau đó cấp tốc nhào tới. Quần thể huyển vận thuật. Một đường sóng gần vô hình lấy eo lên thân thể làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán, nhảy mắt đảo qua, đem chung quanh 20 mét phạm vi bên trong tất cả khủng lan lâm vào mê mùi. Ngay sau đó pháp trượng điểm nhẹ mặt đất. Địa thứ thuật Mười cái bén nhọn địa thứ nháy mắt nổi lên, đâm vào khủng lan phần bụng, máu tươi phun ra ngoài, mùi máu tươi tràn ngập ra. Mấy cái này pháp thuật dùng cũng không tệ lắm, mà võng thi pháp xác thực thuận tiện, bất quá sử dụng số lần quá ít. Eo đem vài cái pháp thuật khảo nghiệm một chút, lại thể nghiệm dưới ma võng thi pháp cùng so sánh, mà võng thi pháp an toàn thuận tiện mau lẹ, chính là pháp thuật bị đánh gãy, phản vệ uy lực cũng rất nhỏ, khuyết điểm duy nhất chính là số lần. Đếp bi pháp thuật đẳng cấp phân chia không, chính cấp, eo sử dụng hỏa cầu thuật chính là ba vòng pháp thuật, chính cấp trở lên thuộc về truyền kỳ pháp thuật. Vu sư thế giới truyền thừa pháp thuật phần lớn uy lực mạnh mẽ, hoặc là quỷ dị khó lường, phép thuật phụ trợ khai phát yếu nhược một điểm. Giải quyết những này khủng lan, Elen tiếp tục thâm nhập sâu lần này đụng phải một con tê thú loại này ma hóa gia thú cẩu thả thịt dày sẽ sử dụng thổ nguyên tố pháp thuật phổ thông hỏa cầu thuật chỉ có thể đánh nát nó hậu thổ thuẫn Elen lần này thí nghiệm chính là pháp thuật cường hiệu dùng cái này thi pháp kỹ xảo cái này một viên uy lực của hỏa cầu lại có tăng lên rất nhiều bất quá tiêu hao cũng so với phổ thông hỏa cầu phải lớn rất nhiều cái này mai hỏa cầu thuật trực tiếp trên mặt đất tê thú trên lưng nổ ra tới một cái lỗ lớn Thú này trọng thương tê thú điên cùng hướng eo lên lao đến, tư thế kia giống như một đài đẩy đồ cơ. Eo một quyền từ phía bên phải đập nền tại trên đầu của nó. Tê thú một cái lão đảo, tiếp tục vọt tới trước mấy bước, ầm vang ngã xuống đất. Eo lên có chút ngơ ngác nhìn ngã xuống đất tê thú, cái này nặng đến mấy tấn, da dày thịt béo ma hóa thú, thế mà bị một quyền đấm chết. Đi tới gần, tê thú cứng trắng đầu có một cái rất rõ ràng lõm, trong miệng, Lỗ mũi cùng lỗ tai đều có chảy máu. Đầu này tê thú là xương sọ vỡ vụn chết, bên trong óc đoán chừng đều thành hỗn loạn. Elen cũng bị bản thân lực lượng sợ ngay người, khoảng thời gian này hồng long huyết mạch tăng trưởng, không nghĩ tới đối với lực lượng tăng lên rõ ràng như vậy. Khảo thí xong pháp thuật, Elen cũng không tiếp tục xâm nhập. Gia trì một cái khinh linh thuật, gia tốc thuật, phi hành thuật sau, Elen bay thẳng, quyết định phương hướng rời đi vườn sinh thái một đường trở lại vu sư tháp. Vừa tiến vào phòng khách một cái phục vụ hình cấu trang khôi lỗi tiếp nhận Elen trên tay vật phẩm, phóng tới mũ áo trên kệ. Elen các hạ, tháp chủ đại nhân mời ngươi sau khi trở về đi qua một chuyến. Tốt, ta liền tới đây, đạo sư ở nơi nào? Elen gật gật đầu hỏi. Tháp chủ hiện tại lầu ba phòng khách. Cấu trang khôi lỗi trả lời đến. Có khách nhân đến sao? Ellen bước chân dừng lại hỏi. Đúng vậy, Uganda đại nhân đến. Tốt, ta đã biết. Nói xong Ellen gật đầu đi đến thang lầu. Uganda tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại cao cấp ác ma đột phá bình chướng, bất quá cho dù có cao cấp ác ma, những cái kia tử vong kỵ sĩ cũng có thể đối phó A à, nghĩ không ra kết quả, Ellen không còn hao tâm tốn sức, dù sao rất nhanh liền có đáp án. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video